Dạ, Thành Nguyên mến chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay Thành Nguyên đưa lên cho quý vị một cái câu chuyện mà trước đây một cái nhân vật mà đã làm dậy sóng trên kênh của Thành Nguyên được một thời gian đó quý vị. Dạ, đó không ai khác chính là anh Dũng. Một nhân vật mà trước đây Thành Nguyên đưa lên với một cái câu chuyện đó là vợ lấy hai thằng bạn thân và đẩy anh ra khỏi nhà. Dạ, thì ngày hôm nay Thành Nguyên được anh hẹn cà phê và trò chuyện sau một cái khoảng thời gian mà anh gặp chuyện đó quý vị. Thì Thành Nguyên có nghe thông tin rằng là anh đã lấy vợ. Vâng, thì ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gặp mặt anh và sẽ trò chuyện với anh để tìm hiểu xem cái thời gian vừa qua anh sống như thế nào và cái người vợ của anh ra sao. Thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để trò chuyện với anh Dũng nha quý vị. Có một cô ở cái Tây Ninh, tôi nói ra là thật lòng, cô đó rất là giàu. Thì trong cái thời gian mà tôi sơ lược lại thì tôi thương hai cô, cái cô đó với cái cô này, là cô hiện giờ là vợ tôi. Dạ. Thì anh nói giữa anh đứng giữa ngã ba đường và anh không biết phải chọn sao, bên nào cũng tình bên nào cũng nghĩa. Giờ cái cô này cậu mới nói câu nói gì cho nên là tôi mới chọn là tôi thương cậu. Cậu nói anh cho em cái địa chỉ đi, em là thợ may, em có may cho anh sẵn hai ba cái áo này, thôi anh đi về bình bển đó, anh sống người ta đi, em gửi cho anh hai ba cái áo này, anh có anh tặng người ta. Cô đó cổ có điều kiện, cô giàu có hơn em, cổ lo cho anh được. Còn em không lo cho anh được, thôi anh về anh sống người ta đi, mà anh đừng có chặn số của em, để khi nào em có nhớ anh em gọi điện hỏi thăm. Từ xưa tới giờ chưa có cô gái nào mà làm tôi rơi nước mắt, chỉ có cô này nói những lời đó là lời thật lòng mà tôi muốn kiếm. Dạ rồi, em chào anh Dũng. Rồi anh chào chú. Dạ. Thì trước tiên thì chú cũng, anh cũng xin chúc cộng đồng mạng một ngày mới an lành và an khang trong cuộc sống. Dạ. Ngày hôm nay sau khi mà em nhận được cái cuộc gọi của anh đó, thì anh em mình lại có dịp hẹn gặp nhau để cà phê. À, cũng khá là lâu rồi anh ha. Dạ. Thì cái câu chuyện của anh Dũng á, thì trước đây Thành Nguyên thấy được rất là nhiều các cô chú các anh chị trên cộng đồng mạng rất là quan tâm, bởi vì cái hoàn cảnh của anh Dũng thì thật sự là rất là đặc biệt. Dạ. Không có một cái nhân vật nào tới kênh của Thành Nguyên mà đặc biệt giống như anh Dũng. Dạ. Cho nên là cũng nhận được những ý kiến trái chiều, trái chiều cũng có mà xuôi chiều cũng có. Dạ. Thì anh Dũng có cái suy nghĩ gì về những cái ý kiến trái chiều đó? Nói chung ra bây giờ cái xã hội bây giờ đó, họ người dày người khác. Chứ đâu có theo ý mình được. Yeah. Có người họ ăn cơm nhà ta lo cơm nhà, có người ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ, hội đồng. Thì làm sao mà mình ông trời còn ở không vừa lòng dân, mà làm sao mà mình ở vừa lòng thiên hạ được. Cho nên ai thích gì thì cứ nói thôi. Yeah. Vâng, thì cái thời gian vừa rồi, cái cuộc sống của anh là như thế nào, anh chia sẻ cho em chút xíu nào. Vợ con trước đây của anh có gọi điện, có làm phiền hay là có gì đó? Không làm phiền thì không có gọi làm phiền nữa, bây giờ nói tiếng là coi như nợ nặng, bây giờ không còn dính dáng gì nữa. Bây giờ đường ai đã đi rồi. Dạ. Bây giờ tôi cũng lo cuộc sống mới của tôi, chứ bây giờ đâu còn gì để mà lưu luyến nữa. Một khi cái món đồ nào nó nào còn nằm trong cái tầm tay của mình thì mình thấy nó rất là tầm thường. Yeah. Một khi mà nó mất rồi thì mới thấy là đáng tiếc. Có người ta điện ta hỏi nói tôi là vợ mày nó muốn mày về với nó,
Nhưng mà tôi có nói, cho dù có nằm mơ gì nữa, nó đừng có nằm mơ nữa, tôi nó bây giờ không còn gì để lưu luyến. Tôi về mà tôi sống lại với nó, chỉ còn cái nước tôi cắt cái mặt tôi giật cái cổ tay. Nước miếng mà phúng đi, phun đi rồi đâu có liếm ra được. Hồi trước kia tôi cho nó quá nhiều cơ hội mà nó không biết cắm mắt. Yeah. Thì bây giờ không còn là gì để lưu luyến. Yeah. Ừ, rồi thời gian vừa qua thì anh Dũng làm công việc gì hay là vẫn đi làm ở trong công ty? Thì lúc đó đi ra Đức Hòa làm được lúc, làm được lúc rồi kế đó thì đi về trong này, về trong này thăm bà già này nọ đó, rồi mới chở ra lăn lộn ở ngoài Bình Phước cũng đi làm mướn ngoài. Rồi làm mướn ngoài thì cũng tới thời gian mà bị giãn cách đó, rồi đi về không được, không có xe về, cũng nhờ có một ông anh ở Cần Thơ này, cũng là một ân nhân, ổng giúp đỡ hết, tận tình luôn, có hết đằng này tới đằng khác. Ổng như ổng quen, ổng chạy xe Bắc Nam á, rồi ổng quen biết nhiều tài xế, rồi ổng kêu mấy người tài xế đó chạy lại dước anh về, ổng cho trả tiền xe và trả tiền ở mướn khách sạn ở Cần Thơ này nè, ngủ hết đêm ảnh cũng trả tiền luôn. Rồi sáng anh đón xe về anh còn cho tiền xe đi về nữa, anh không lấy. À ổng la nó thôi lấy đi trong lúc này khó khăn em lấy đi, anh cũng khỏe đó, thành ra anh cũng coi ổng như là ông anh ăn nhanh của anh vậy. Rồi sau thời gian mà đi về đây rồi giãn cách đâu có làm lũng gì nữa, đâu có tiền, ở chung gia đình với mấy đứa em với bà già trên quê ở Thốt Nốt nè. Rồi nào nói ngay, cũng có nhờ một cái chị đi Việt Kiều với Nút, nếu mà chị có nghe được cái, coi được cái clip này của em thì em rất là cảm ơn chị. Bữa đó vô tình là chị điện, chị hỏi thăm lo mình vậy đó, chia sẻ, nhưng mà cái tuổi tác của chị nó quá lớn, cái 60, 61 tuổi gì đâu. Chị mới nói chị thấy cái tình cảnh của em vậy, chị giúp đỡ cho em một người bạn của chị, Việt Kiều bên Úc, người ta nó bảo lãnh em qua đây luôn. Rồi chị nói vậy em, anh nó cắt lời chị, nói chị cho em ngắt lời chị chút, chị có lòng đối với em vậy em cảm ơn chị nhiều lắm, nhưng mà em có người yêu rồi. Giờ chị mới hỏi người yêu anh ở đâu, anh nói ở Vĩnh Long, mà người yêu có không có được lành lặn như bao nhiêu người khác, cũng có tật có nguyền vậy đó, mà anh thương em, thương cổ, cổ cũng thương em, đó là lời thật tình, mà chị có lòng vậy em cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi hai chị em mới tâm sự tới khuya, từ 10 giờ khuya mà tới 3 giờ sáng luôn. Thì chị mới nói thôi trong thời gian giãn cách này em cũng khổ vậy, chú khổ vậy thôi, chị gửi về cho chú 200 đô gọi là cái tình nghĩa tôi tặng tình đối với chú. Rồi lúc đó anh cũng không muốn nhận, chị nói thôi chú cứ nhận đi, chú đừng có ngại, chú nhận đi chị em không à, tôi giúp người ta cũng vậy chứ gì. Thì cũng nhờ cái số tiền đó mà bà già tôi mới sống được tới ngày hôm nay. Nếu mà không có được cái số tiền đó, bà già tôi giờ xanh cỏ rồi. Tôi nhận được cái số tiền đó tôi chưa hết mừng, bà già nhập bệnh viện trong thời gian nguy kịch. Nếu mà chị có coi được cái clip này, chị đó tên gì anh? Chị đó tên gì mà anh không có quên tên rồi, mà cái số điện thoại bây giờ anh không còn liên lạc được nữa. Tại vì cái số điện thoại nó mất. Muốn nói tiếng cảm ơn chị mà không biết sao nói. Mà chị đó là đã chị từng nói. Xem cái clip của anh đó có. Thì tôi nói cúi đầu ghi nhận ngăn sâu, trọn đời tu tỉnh đáp cao quan thành suốt đời này, tôi nhớ ơn chị hoài. Nếu mà không có chị má em chết. Em thấy anh cũng khá là xúc động đó, cũng nhờ có số tiền đó mà má tôi khỏe. Rồi bây giờ bác sao rồi anh? Bà cũng qua khỏe lại rồi. Yeah.
thì hồi lúc lên cộng đồng mạng bây giờ tôi nói bằng hai giác với hai bên giây giác hành chính, đa phần là họ điện tới họ kêu bằng những cô gái, những cô gái nhỏ tuổi cũng có, lớn tuổi chưa hạn, như nhỏ tuổi thì kết nghĩa là anh em, còn lớn tuổi xin mà chị em, còn đa phần là câu những cô gái điện tới kết nối thành viên thôi là nhiều. Các bạn chừng năm mấy sáu chục câu vậy. Thật sự là cái thời gian vừa rồi đó thì những cô mà xin số của anh Dũng mà muốn kết nối với anh Dũng, thực ra là như những người khác thì em sẽ không có cho số, nhưng mà anh Dũng là một trong những cái trường hợp đặc biệt trong cái kênh của em. Em cũng có nhận được cái thông tin rằng là anh Dũng đã có ý trung nhân và cũng đã về ở cùng người đó. Thì ngày hôm nay chị cũng đã có mặt ở đây, nhưng mà em sẽ trò chuyện với anh Dũng trước, rồi lát nữa em sẽ trò chuyện với chị sau ha. Thì cái người mà anh Dũng đồng hành cùng ngày hôm nay thì Thành Nguyên cũng đã thấy rồi, nói chung là chị cũng có chút khiếm khuyết về cơ thể ha. Nhưng mà được cái là anh chị lại dành những cái tình thương cho nhau, đó là cái đáng quý nhất. Bởi vì trong hôn nhân của anh Dũng thì anh Dũng cũng đã chịu đựng cũng rất là nhiều, nên bây giờ tìm được một người mà biết yêu thương mình ấy, thì quan trọng là cái tình cảm đấy ha, sau cùng vẫn là cái tình cảm thôi. Đúng rồi. Từ rồi lúc mà đăng lên cái mạng đó giờ thì cũng nhiều cô gái, đa phần họ có điều kiện nhiều lắm. Họ đẹp nhiều lắm, nhưng mà do cái lời nói, cái thấu hiểu của mình đó, mình không có cảm nhận được, không có được cái tình cảm. Đa phần Việt Kiều nhiều, Việt Kiều Mỹ cũng có, Việt Kiều Úc cũng có, như tôi nói là vậy chứ. Ở Việt Nam thì cũng có, đa phần họ có điều kiện, nhưng mà họ giàu mà họ còn đẹp nữa, mà lý do thì tôi không chịu. Có một cô ở cái Tây Ninh, tôi nói đây là thật lòng, cô đó rất là giàu. Thì trong cái thời gian mà tôi sơ lược lại thì tôi thương hai cô, cái cô đó với cái cô này, là cô hiện giờ là vợ tôi. Thì anh nói giữa, anh đứng giữa ngã ba đường, giờ anh không biết phải chọn sao, bên nào cũng tình, bên nào cũng nghĩa. Giờ cái cô này, cô mới nói anh không nói gì, cho nên là tôi mới chọn là tôi thương cô. Cô nói anh cho em cái địa chỉ đi, em là thợ may, em có may cho anh sẵn hai ba cái áo này, thôi anh đi về bên bển đó, anh sống người ta đi, em gửi cho anh hai ba cái áo này, anh có anh tặng người ta. Cô đó, cô có điều kiện, cô giàu có hơn em, cô lo cho anh được. Còn em không lo cho anh được, thôi anh về anh sống người ta đi, mà anh đừng có chặn số của em, để khi nào em có nhớ anh, em gọi điện hỏi thăm. Từ xưa tới giờ chưa có cô gái nào mà làm tôi rơi nước mắt, chỉ có cô này. Nói những lời đó là lời thật lòng mà tôi muốn kiếm, cho nên tôi chọn cổ. Người ta thương nhau á, từ tiền tài cho đến địa vị cho đến nhan sắc. Cái ông này, cái anh này á, mà anh thương cái cô kia là gì? Có chút nhan sắc, mai mốt tàn hai nhan sắc đảo cũng bò. Còn cái người phụ nữ mà thương cái người đàn ông, tôi lấy cái ông này vì có chức, có quyền, có tiền, có thế, cho nên tôi mới lén thôi, mai mốt cũng bị cắt chức cũng bò, tôi cũng bỏ mà. Còn tôi, cái tình thương của tôi nó xuất phát từ con tim. Chừng nào cái trái tim tôi ngừng đặt, tôi mới nghĩ về nghĩ thôi. Nói chung là vậy thôi. Cho nên khi mà anh Dũng đến với chị tên gì anh? Thu Hương. Khi mà anh Dũng đến với chị Thu Hương là vì cái lời nói. Đúng rồi. Chị vẫn ủng hộ cho anh tới với chị bên kia. Đúng. Và vẫn có nói với anh là chị có may anh hai cái áo, và nói anh hãy về bên kia bởi vì bên kia có điều kiện hơn.
em nghe lại cái câu chuyện này mà em cũng rất là xúc động. Từ xưa giờ chưa bao giờ mà tôi đối với một người phụ nữ nào mà tôi giấc mắt. Đó là những cái lời nói thật lòng của người ta. Rồi bây giờ hai vợ chồng anh chị thì đang làm gì? Giờ tạm thời bây giờ mới anh cũng mới qua bển anh tin ước tin giáo thôi. Ừ. À bây giờ là anh về nhà bên chị ở. Dạ bển. Ừ. À, chị thợ may. Dạ. Còn anh là về bển bây giờ chưa có làm được gì nè, giờ dò bị đụng xe đó. À anh bị đụng xe à? Đụng xe. Rồi có sao không? Xưng dò mấy dài đi đâu được á. Ừ. Rồi tính để vài bữa nữa bớt bớt dò hỏi đi làm ai mướn gì thì mình làm nấy. Ừ. Còn bình thường thông thường gì thì ở nhà phụ với vợ cắt chỉ, nấu cơm, rửa chén. Dạ. Mình không làm được việc nặng làm việc nhẹ. Dạ. Rồi đợi cái dò này vài bữa bớt bớt hết rồi đi hỏi đi phụ hồ hoặc là đi bẻ bự gánh bự cũng được. Dạ. Nói chung là cuộc sống sau dịch cũng sẽ khá là khó khăn đó. Cho nên anh chị cũng cố gắng ha. Dạ. Dạ. Bây giờ không biết sao giờ. Cái tôi nói thiệt với chú, cái khổ của tôi đâu có bằng những cái người mà họ đi lỡ đường lỡ bước ở ngoài Sài Gòn ngoài, chú thấy không? Dạ. Tôi gì là đâu có đến đổi nào mà khổ đâu. Cũng có cơm ăn hàng ngày cũng được rồi, sống cũng được rồi. Ừ. Tôi không có màng tới cái chuyện mà danh vọng mà cao xa gì hết đâu. Có cơm ăn ngày hai bữa là đủ rồi, đừng đau thôi. Ừ. Đó là anh, cuộc sống bây giờ thì thật sự là tiền bạc mà có chất núi mà trong thời điểm này mà dính vào cái sức khỏe không có tốt đó, thì cũng không có làm gì. Nên bây giờ sức khỏe là cái vốn quý. Thì đến với gia đình bên vợ thì tôi cũng có nói với cha mẹ vợ, với anh em trong nhà. Bây giờ con thì cũng không có tiền có bạc gì đâu. Gia đình thì cũng khổ. Mà để thỉnh thoảng thì vài bữa nữa hết giãn cách thì con đi kiếm việc con làm, con kiếm chút đỉnh tiền. Rồi con làm cái lễ ra mắt ba má, con kêu ba má con tới với má con tới với ba má dưới đây cho biết hai hai bên bốn họ cũng làm cũng vài bàn như kiểu mình ra mắt thôi, chứ không phải là tổ chức trình gian gì. Nói chung do bây giờ là mình không có điều kiện đó. Rồi ba má vợ cũng nói ừ, chừng nào con tính chừng nào tính, chừng nào em hết giãn cách có đi lại được có thoải mái thì làm cũng được. Chung ba mẹ bên vợ với anh em bên vợ cũng thương. Rồi khi mà anh đi sang bên vợ anh ở đó thì ba mẹ anh ở với nhau hay là mẹ thì em đã nghe thông tin rồi, còn ba anh sao? Ba anh ông già ruột anh á. Dạ. Mất lâu rồi. À vậy là bây giờ mẹ anh ở một mình. Ở với mấy đứa em. À mấy đứa em. Dạ. Em tưởng là đang ở với anh mà anh đi về bên chị ở thì không biết là bác là sao. Ông cũng ở với mấy đứa em, giờ có khi lâu lâu thỉnh thoảng mình mà cũng có tiền á gỡ về. Chẳng hạn giờ hồi điện tới hỏi thăm lên con mẹ có khỏe này này kia không, ăn uống được không. Nếu có đau ốm mình quặn thì mình kiếm tiền mình gỡ về. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi đấy? Má năm nay 75 tuổi rồi. Ồ. Dạ. Dạ anh Dũng có đông anh em không ta? Đây 10 người. 10 người hả? Rồi anh Dũng là con thứ mấy? Anh còn anh thứ tư. Ừ. Còn tới 10 người con lận mà bây giờ còn 6 người. Mất hết 4 người. Rồi cái kế hoạch của anh Dũng thì bao giờ thì làm cái tiệc nhỏ nhỏ để em sang em ghi nhận à? Không, chắc cũng thỉnh thoảng khoảng chừng tháng nửa tháng trở lại thôi. Ừ. Không lâu. Nếu mà có tôi quyết định tôi làm thì tôi cho chú hay. Dạ. Yeah. Em thì em sẽ sang ghi nhận và em sẽ cái thứ nhất là em công khai với cộng đồng đó. Thời gian vừa qua thì các cô chú cũng rất là quan tâm cái hoàn cảnh của anh Dũng. Thì em cũng đưa lên để cho mọi người chúc phúc cho anh. Dạ. Yeah. Và ngoài ra thì em cũng có món quà nhỏ nhỏ để tặng cho anh chị. Dạ. Yeah. Thì có nghĩa là trong khoảng nửa tháng đến một tháng nữa ha anh ha? Đúng rồi. Ừ. Nói chung ra mà mình cũng làm cái tiệc gọn ghẽ thôi, chứ mình cũng đâu có điều kiện để mà làm dình gian cho hai bên má của anh với anh em của anh đó.
xuống ra mắt cho bên vợ này kia, mình cho biết cái ngày đó là hai đứa mình nên vợ nên chồng gì đó, vợ ăn đợi nó kiếp nhau vậy thôi. Dạ. Thì hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 dương lịch 2021. Thì kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay sau khi mà anh Dũng liên hệ với Thành Nguyên thì Thành Nguyên đã có cuộc hẹn với anh Dũng, bởi vì anh em cũng khá là lâu bây giờ mới có dịp gặp lại nhau, và Thành Nguyên cũng muốn cập nhật cái tình hình cuộc sống của anh Dũng hiện tại bây giờ là như thế nào, bởi vì Thành Nguyên có nghe anh bảo rằng là anh đang sống với vợ thì Thành Nguyên cũng hơi bất ngờ, bởi vì trước đó thì cũng rất là nhiều cô liên hệ với Thành Nguyên để xin số của anh Dũng, thì Thành Nguyên cũng đã nắm được một phần nào rồi, nhưng mà Thành Nguyên không nghĩ rằng là anh Dũng về bên nhà vợ ở được một thời gian. Thì sau cái buổi phỏng vấn với anh Dũng xong thì Thành Nguyên sẽ trò chuyện với chị Thu Hương là vợ của anh Dũng. Vâng, chúng ta hãy chờ xem sau ít phút nữa nha quý vị.